Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt chỉ vì khử bạo. Như nước Việt ta từ trước, vốn xưng văn hiến đã lâu. Sơn hà cương vực đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Đinh, Lê, Lý, Trần gây nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên hùng cứ một phương. Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Vậy nên, Lưu Cung sợ uy mất vía, Triệu Tiết nghe tiếng giật mình, cửa Hàm Tử giết tươi Toa Đô, song Bạch Đằng bắt sống Ô Mã. Xét xem cổ tích đã có minh trưng. Vừa rồi, vì họ Hồ chính sự phiền hà, để trong nước nhân dân oán bạn, quân Cù Minh đã thừa cơ tứ ngược. Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh, nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ. Trước dối đủ muôn nghìn khóe, ác chứa ngót 20 năm, bại nhân nghĩa, nát cả càn khôn nặng khoa liễm. Vét không sơn trạch, nào lên rừng đào mỏ, nào xuống bể mò châu, nào hố bẫy hươu đen, nào lưới dò chim sả, tàn hại các côn trùng thảo mộc, nheo nhóc thay quan quả điên liên. Kẻ há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy no nê chưa chán, nay xây nhà, mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa, nặng nề về những nỗi phu phen, bắt bớ mất cả nghề canh cưỡi. Độc ác thay, trúc rừng không ghi hết tội, dơ bẩn thay, nước bể không rửa sạch mùi. Lẽ nào trời đất tha cho, ai bảo thần nhân nhịn được. Ta đây, núi Lam Sơn giấy nghĩa, chốn hoang dã nương mình, ngắm non sông căm nổi thế thù, thề sống chết cùng quân nghịch tặc. Đau lòng nhức óc, chốc là mười mấy nắng mưa, nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối. Quơ năng vì giận, sách lược thao suy xét đã tin. Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ. Những trằn trọc trong cơn mộng mị, chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi. Vừa khi cờ nghĩa giấy lên, chính lúc quân thù đang mạnh. Lại ngặt vì, túng kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu. Việc buôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần, nơi duy ác hiếm người bàn bạc. Đôi phen vùng vẫy, vẫn đăm đăm con mắt dục đông. Mấy thủa đợi chờ, lún đằng đẵng cổ xe hư tả. Thế mà trong người, người càng vắng ngắt, vẫn mịt mờ như kẻ vọng dương. Thế mà tự ta, ta phải lo toan, thêm vội vã như khi chững nịch. Phần thì giận hung đồ ngang dọc, phần thì lo quốc bộ khó khăn. Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần, khi Khôi Huyện quân không một lữ, có lẽ trời muốn trao cho gánh nặng, bắt trải qua bách chiết thiên ma. Cho nên ta cố gắng gan bền, chấp hết cả nhất sinh thập tử. Múa đầu gậy, ngọn cờ phất phới, ngóng vân nghe bốn cõi đan hồ. Mở tiệc quân, chén rượu ngọt ngào, khắp tướng sĩ một lòng phụ tử. Thấy giặc mạnh, ta yếu mà ta địch nổi, quân giặc nhiều, ta ít mà ta được luôn. Dọn hay, đem đại nghĩa đi thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo. Trận Bồ Đằng sấm vang sét dậy, miền Trà Lân trúc phá tro bay. Sĩ khí đã hăng, quân Thanh càng mạnh, Trần Trí Sơn Thọ mất vía chạy tan. Phương Chính Lý An tìm đường trốn tránh, đánh Tây Kinh phá tan thế giặc, lấy Đông Đô thu lại cõi xưa. Dưới Ninh Kiều máu chảy thành sông, bến Tụy Động sát đầy ngoài nội. Trần Hiệp đã thiệt mạng, Lý Lương lại phơi thay. Vương Thông hết cấp lo lường, Mã Anh khôn đường cứu đỡ. Nó đã trí cùng lực kiệt, bó tay không biết tính sao. Ta đi mưu phạt tâm công, chẳng đánh mà người chịu khuất. Tưởng nó phải thay lòng đổi dạ, hiểu lẽ tới lui, ngờ đâu còn kiếm kế tìm phương, gây mầm tội nghiệt. Cậy mình là phải, chỉ quen đổ vạ cho người,
tham công một thời, chẳng bỏ bày trò dơ vuốt, đến nỗi đứa trẻ ranh như Tuyên Đức. Chú thích: Vua Tuyên tông nhà Minh, niên hiệu Tuyên Đức, nhàm võ không thôi, lại sai đồ nhút nhát như Thạnh, Thăng đem dầu chữa cháy. Năm Đinh Mùi tháng 9, Liễu Thăng từ Khâu Ôn tiến sang. Lại năm nay tháng 10, Mộc Thạnh tự Vân Nam kéo đến. Ta đã điều binh giữ hiểm để ngăn lối Bắc quân, ta lại sai tướng chẹn ngang để tuyệt đường Lương Đạo. 18, Liễu Thăng thua ở Chi Lăng. 20, Liễu Thăng chết ở Mã Yên. 25, Lương Minh trận vong. 28, Lý Khánh tự vẫn. Lưỡi dao ta đang sắc, ngọn giáo giặc phải lùi. Lại thêm quân bốn mặt vây thành, hẹn đến rằm tháng 10 diệt tặc. Sĩ tốt ra oai tỳ hổ, thần thứ đủ mặt rảo nha. Gươm mài đá, đá núi cũng mòn, voi uống nước, nước sông phải cạn. Đánh một trận sạch không kình ngạc, đánh hai trận tan tác chim muông. Cơn gió to trút sạch lá khô, tổ kiến hỏng sụp toan đê cũ. Thôi tụ phải quỳ mà xin lỗi, Hoàng Phúc tự trói để ra hàng. Lạng Giang Lạng Sơn thay chất đầy đường, xương giang bình than máu trôi đỏ nước. Gớm ghê thay, sắc phong vân cũng đổi, thảm đạm thay, sáng nhật nguyệt phải mờ. Binh Vân Nam nghẹn ở Lê Hoa, sợ mà mất mật. Quân Mộc Thạnh tan chân cần trạm, chạy để thoát thân. Suối máu lãnh câu, nước sông rền rỉ, thành xương đang xá, cỏ nội đầm đìa. Hai mặt cứ binh cấm đầu trốn chạy, cách thành cùng khấu, cởi giáp xuống đầu. Bắt tướng giặc mang về, nó đã vẫy đuôi phục tội. Thề lòng trời bất sát, ta cũng mở đường hiếu sinh. Mã Kỳ, Phương Chính cấp cho 500 chiếc thuyền ra đến bể chưa thôi trống ngực. Vương Thông, Mã Anh phát cho vài nghìn cổ ngựa, về đến tàu còn đổ mồ hôi. Nó đã sợ chết Cầu Hòa, ngỏ lòng thú phục. Ta muốn toàn quân lạc cốt, cả nước nghỉ ngơi. Thế mới là mưu kế thật khôn, vả lại suốt xưa nay chưa có. Giang Sang từ đây mở mặt, xã Tắc từ đây vững nền. Nhật Nguyệt hối mà lại minh, Càn Khôn bỉ mà lại thái. Nền vạn thế xây nên chăng chắn, thẹn nghìn thu rửa sạch lào lầu. Thế là nhờ trời đất tổ tông khôn thiên che chở, giúp đỡ cho nước ta vậy. Than ôi, vẫy vùng một mảng nhung y nên công đại định, phẳng lặng bốn bề Thái Vũ mở hội Vĩnh Thanh. Bá cáo xa gần, ngõ cùng nghe biết.